ngon đấy nhỉ. Mày quên nói cái món cái kẹp này nhá. Sao là có 4 kẹp rồi. Đây là kẹp thức ăn, gắp thức ăn đấy. Gắp như này các bác nhá. Đấy. Hôm nay không vắt đũa các bác nhá. Đấy, gắp như này cơ. Chấm chấm. Món này cho nó dễ gắp. Tuấn nó rất là rất rượu. Cẩn thận đổ nhá. Để bỏ cái thớt kìa. Cẩn thận đổ cái này luôn đấy. Đổ thế nào đấy? Đấy, cắm dao vào rồi gì. Anh tính hết rồi. Anh em tôi xong xuôi hết rồi đấy. Mời tất cả các bác dùng bữa với anh em tôi nhá. Hôm nay ngồi ngồi bên bờ suối có rừng rú, đây rừng rú. Đã có Tuấn này, Tài này, thằng cu con này. Thích cái nào lấy đây? Theo thứ tư thôi. Giữ không anh. Ok. Mời các bác nhá. Này, mời anh em đi. Này vất vả nhỉ. À, dùng cái gì thì dùng nhá, cu nhá. Lấy tay mó. Lấy tay mà ấy, không phải đũa đâu. Thôi mời các bác đi. Mời cả mọi người nhá. Ngon lắm. Ê, hôm nay hai ba anh em và tôi đang ngồi bên suối đây. Quá ngon. Món cà già này xem nào. Ngon à? Ăn cả bánh mì vào cho nó đôi đôi ăn. Thế bắt đầu Tài này sẽ chia bánh mì. Không phải chia. Cho thằng cu nó ăn trước thôi. Anh em mình thì ai ăn thì ăn. Đây nhá. Trứng nhá. Trứng đây, gà kia. Món thịt gà tuyệt vời đấy. Thử các bác nhá. Món thịt gà tuyệt vời đấy. Thử là món cổ cánh đây nhỉ. Đây các bác nhá. Đây nhá cu nhá, muốn ăn trứng thì tôi lấy này. Cái đũa này mà dụi lên mà. Để tôi lên nét cho các bác này. Các bác nhìn này. Đấy, ngon chưa? Chấm nhỉ. Chấm đi. Cho nó ít nước vào đây này. Tuyệt vời. Đấy. Ngon đấy. Chấm nhá. Đây, cái cô còn thế. Cô bay bàn đấy nhỉ. Món này cũng tuyệt vời. Ngon lắm. Đây chứ, tay nghề của tôi được. Được. Rồi. Làm chỗ khác. Gặp tôi còn leo hay chán. Giờ này kéo không biết được 1/3 ở chặng đường này ăn. Cái da nó ngon nhỉ? Ngon. Ngon lắm. Con gà này về được ra 4 năm rồi. Nó tính nhé. Chiến đấu là xem cô con đang chiến đấu này. Một cái đùi và một cái bánh mì. Thử món trứng nướng các bác nhé. Trứng lam ống. Cho anh một đoạn thôi, khả năng phải dùng tay bốc thích hơn này. Tay đây, dùng tay đây. Mời các bác miếng trứng này, lấy miếng bế này. Trứng này phải chấm nhá. Trứng này quên. Cần phải to thế. Vậy nhá, trứng nhá. Chén to, gì đâu. Ngon thế. Đúng nhá. Đây, mời các bác. Đây, ngon thế. Ăn bánh mì chuẩn chứ? Ngon mà. À, không, cơm chứ ăn thôi gì đâu. Mời các bác đi. Tàu này. Chén nước các bác nhá. À, cắm đây. Ui giời, ăn thế này mới sướng chứ nhỉ. Dùng đi. Xem cái món nào ngon ngon hơn nhỉ. Bánh mì chấm này khác gì sốt vang đâu. Đấy. Là món đùi này nhỉ. Đúng rồi. Chấm nha các bạn nhá. Chiến đấu nào. Ngon ha. Quá ngon. Ngon này. Được. Được. Con này không tí mỡ nào nhỉ. Da mỏng dính. Mình nó già rồi. Nó hay mình quay khéo nó cũng chảy. Kéo rồi, kéo tay được không? À, khô. Nó để đây. Trứng ngon. Trứng để đây. Gà để đây. Tí còn món bánh mì nữa. Ăn ngồi thẳng rồi. Ngồi khoam lưng ở đấy. Cong bên lưng. Xế cho anh Nguyễn thôi. Tài xế thôi. Món cá này không được nhỉ? Này, tưởng cho đây này. Con cá nó ăn với cả cây chuối rồi. Mềm mềm. Sốt vang ấy. Tôi cứ tưởng là không ăn cá nào mà ăn chứ. Lúc thấy nản nè, lúc không thấy con nào lên đấy. Cái món... Có tôi thì ông... Thấy ông bắt tôi lại khí thế nhá. Cái món canh này là phải dùng... Gặp tôi về lâu. Kẹp này nhá. Xem nồi có gì nào. Nồng mề này. Tôi vừa xay mà. Cá cu. Cá này. Cu ăn ngon nhá. Cu nấu kiểu này ăn ngon cực kỳ. Ôi giời.
Ngon thế rồi nhá. Ăn được đi này bao giờ chưa? Để sau đi tiếp nhá. Đi hơi mệt tí nhưng mà vui nhỉ. Uống với Tuấn một chén. À, mời nhá. Chúc sức khỏe nhá. Nói chung hôm nay cảm ơn em dẫn bọn anh lên cái chỗ, nói chung là anh em này cảm thấy cũng ưng ý. Thời tiết ủng hộ nữa. Vâng. À, nói chung là chúc sức khỏe nhá. Vâng. Mời nhá. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Đây là có mạng ở đúng cái gốc cái đoạn ngã ba kia kìa. Ngã ba suối kia lại có mạng nhá. Ừ. Cảm ơn nhá. Có sóng. Thôi dùng đi anh em ơi. Nó như kiểu là tùy đoạn đấy đúng không? Trong suối nó trực trơn. Ăn ăn tự nhiên nhá. Thích cái gì ăn nhá. Nốt cái miếng gà kìa, anh giữ miếng gà này. Ừ, gà này dài lắm. Ngon. Chết, cắn nhăm nhở, xin lỗi các bác nhá. Cắn nhăm nhở hết rồi nhưng mà vị ngon nhở. Gà nó dài quá. Vị này ngon đấy. Con gà này già. Tuyệt vời. Cố uống đi. Đây. Ngon. Nói chung là tay là đầu bếp là khéo tay ạ. Cảm ơn lời khen của anh em. Cái mì này giòn lắm các bạn. Được đấy, tuyệt vời. Đúng là ngon. Mì này chấm vào đây nhá. Hơi gà đây đây, dùng gà đi. Nhiều lắm mà. Ui ôi. Tại nó bỏ nốt cái ống. Ăn luôn cả cây chuối được. Ăn được mà, sao đâu. Bình thường ăn sống người ta ăn được. Ăn luôn cả cái nắp. Ăn luôn cả cái nắp đậy. Ăn luôn cái nút bằng cây chuối là đóng vào cái ống ấy. Tài nó bỏ nốt cái ống trứng ra nhá. Đây hết trứng rồi đây. Hôm nào Tài làm bữa lươn nấu đấy đi. Giữ em cái cây chuối. Tài. Lươn nấu gì? Nấu chuối nấu đậu em. Ok. Ăn này ngon mà. Tưởng gì? Còn đấy chẳng ngon. Đấy em lâu rồi chưa ăn này. Từ năm ngoái năm nay. Ôi rơi. Ôi, không ai ở nhà mấy. Không sao. Em mới chồng mà quê vào đấy đi. Từ từ đã. Từ từ. Để em thi. Đóng ngồi thẳng lên mà. Là ngồi mái thế, sau này bảo mái nghe cứ ưa thẳng mái là quen. Lại có chứng chén rồi. Toàn lau quần. Em lau áo rồi ấy. Toàn lau quần. Em lau áo từ lúc. Hơi bẩn lại sợ rơi vào này. Nào anh em, ba anh em lại độc khẩu uống nhá. Đây, tôi cho ông riêng một cây. Chọc trượt rồi. Đây. Rồi toàn mà. Toàn. Làm cái điều kiểu chân. Ngon, sướng. Chọc nhẹ nhẹ thôi, không một tí là rút ra khó phết. Chiều qua em chơi này chứ. Món còn rất nhiều. Anh tí khả năng xong đây anh em về luôn đấy. Về cũng rồi. Muộn mà. Về tối còn biên tập, mai còn đi làm cơ mà. Dùng món canh này đi các bác ơi. Rất còn nhiều. Còn rất nhiều. Đấy, cua này. Cua này, ông nào test thử con này đấy. Em bóc ra để quay thịt gạch nó xem nào. Thịt cua này. Thơm. Ngon. Đấy là cua nhỏ thôi nha các bác em. Con này con bé. Nếu mà cua to thì gấp mấy nữa này. Rồi đấy, các bác nhìn gạch này cơ mà. Thịt. Cua chuẩn đấy. Thịt này. Chiến đấu nhờ. Chiến. Được cái cô bé này ăn không phải bóc. Vâng. Thế mà sẽ ăn cái nào trước đấy? Quánh cả vỏ. Giống như dùng cái kẹp để ăn cua biển đấy nhỉ. Ok, vào quá. Đấy, ăn thử con đấy xem nào. Chấm này. Đấy, đồ bán này. Ok, đồ này. Cho tí
quả ớt này. Ớt này. Đấy, cho ớt này. Miếng tỏi. Tỏi. Được. Ui, làm chén rượu đi. Làm đi. Cảm ơn anh gắp cho em con cua. Ôi da, em cảm ơn. Nào, ngồi đi. Quá ngon. Tuyệt vời. Đi suối này mà ngồi ăn như này thì không không sợ. Đúng là nói chung là không sợ ai quấy rầy đâu. Tôi hay đi rồi nhưng mà nó yên tĩnh ngon thật. Yên tĩnh à, xung quanh này, quay nhỉ, cảnh này. Đấy. Toàn rừng rú thôi. Kia có suối này, suối lúc nãy anh em tôi bắt cá ở dưới và ở trên này ở bên này, đằng sau lưng này này. Sau lưng chúng tôi ngồi này. Bây giờ xong xuôi là ngồi ăn ở đây. Rất ngon luôn. Đống lửa kia còn đang nghi ngút. Món ăn thì rất nhiều. Miếng rồi cũng lại ăn. Chiến đấu nhỉ. Ngon thế. Ăn không phát biểu gì ạ. Uống làm thê bố làm đấy đi. Phát biểu cảm nghĩ sao à? Thê bố. Thấy ngon thì không ngon nào bảo. Nghe mệt không? Hả? Không mệt nhưng không mệt. Vui không? Vui ạ. Vui. Ăn nghe cảm giác thế nào? Ăn nghe thế nào? Hôm nay món ăn thế nào? Món ăn nghe... ngon đúng không? Ngon. Ngon thì ăn nhiều con nhé. Học lớp mấy rồi? Học lớp 5 ạ. Học lớp 5. Lớp 5? Lớp 5 to đấy nhỉ. Lớp 5 ấy. Người nào lớp 5 cấp 1 đấy. Tưởng là lớp 5 tuổi thế mà nó bé nhỉ? Ui, chắc là mày phỉ lắm. Ừ. Cái này bọn cái to gấp đôi nó, bắt nạt nó mệt phết đấy. Nhưng mà... nó nhanh, thằng này nhanh, nó bé phỉ. Bé hạt tiêu. Kịch bản thì thế. Món bánh mì các bác nhá. Thực tế nó khác. Quyệt đây này. Rồi cay nhuận nhiều lắm. Sột vang là ăn thua gì. Chấm ít này. Sột vang. Giòn. Chà, ngon hả? Bánh mì này giòn cực kỳ. Trứng thì lại thơm. Đấy. Nói chung tay nghề ông hết mà. Này này. Thế không có anh em một mình tôi lại đạo diễn được mấy cái món này đấy. Một mình thì không phải, nhưng mà người biết làm thì anh em được phụ thôi. Thực ra ăn uống như này nó cái là nó là cảm giác mình thưởng thức những cái gì mình làm tự ngay. Tự nhiên tự diễn gọi là tự làm. Đấy. Tự làm. Gọi là kiếm ra và làm đấy, nó ngon. Hôm nay có món cá này kiếm ra này, cá mấy cua này, mấy cây chuối. Cây chuối thì chặt loanh quanh đây thôi, nhưng mà món này thực sự là hôm nay là ngon. Mà cảm giác anh em ngồi bên bờ suối các bạn, ngồi bờ suối như này là rất là vui luôn. Các bác có thời gian cứ thử đi như anh em tôi. Có mua được hôm nước chưa? Và thưởng chưa thức có đúng không? Thưởng thức những cái món mình làm ra ngay bờ suối. Lại có ngay cái mùi. Tại nó làm cái môi để múc canh nhé. Môi từ cái ống nướng trứng đấy. Thế kế luôn. Để làm kiểu này. Còn rất nhiều. Quả này nướng rồi thì à, chiến đấu đây. Chấm nhá, thì nó khô quá chấm vào đây nhá. Ăn này ăn nghe ngon không? Ngon chứ, ngon chứ, nhỉ. Nó ngon, làm miếng trứng thì các bác nhỉ. Ngon đấy. Thế. Làm nốt màu bánh mì lúc nãy nhá. Cá này. Có cả một cái đây này. Đảo lại nha. Ừ, ha. Gia vị lần sau mang cơm tôm thì nữa là ok. Tôi biết mấy đâu mà, tôi đấy, tốn muối quá. Này phải đổ thêm này. Đây đây. Hôm nay món chấm thì nó có muối này, với tỏi, với ớt. Còn hôm khác nếu mà chuẩn bị kỹ hơn thì nói chung là sẽ nó thêm một vài gia vị nữa sẽ ngon hơn. Đây chỉ có những gia vị chính thôi. Nay thì nhưng mà đi suối như này thế này là được rồi. Thực ra thì thứ nhất là đoạn đường nó quá khó đi các bạn. Quá khó đi luôn, thế nên vận chuyển nhiều cái thì nó không thể vận chuyển được nhiều được. Thôi đi rừng, đi suối thì cứ ăn như này thôi. Ăn đơn giản thôi các bác nhé. Xong chưa? Làm cái gì đây? Ốc muối xong rồi. Làm nó toàn thể là được.
Anh em vẫn đang uống rượu mà ăn nhé. Anh em chảy nữa. Anh em nào cả. Nóng rồi đi. Cả anh em. Uống ly như này cơ mà. Uống nữa. Được đấy. Quá ngon luôn cái ly này. Rượu ngon. Rượu mòn. Rượu ngon, mùi ngon. Cũng ngon. Anh em bạn bè thì Tuấn quay quá tuyệt vời. Bày cái mùi này. Được. Cái mùi này mùi múc canh nhá các bác nhá. À, chế từ cái mảnh ống lam nướng trứng nhá. Đấy. Ăn hết rồi xong bắt đầu. Đây này. Chuyển sang làm cái mùi Tuấn Tuấn có quay đây xem nào. Đấy như này. Đấy còn được nước luôn này. Hơi được cả nước luôn. Đấy. Canh. Được không anh? Được. Ừ, ngon. Quá tuyệt vời. Ngon đấy. Bỏng môi thằng này. Cái thời tiết thì nó mát mát này chứ. Bà kia ở trong làng mình. Không, nó không nắng, nó không ấy, nó kiểu ấm u nhưng mà nó không lạnh. Nhưng mà cái gian mà nắng mà ngồi như này là rất là khó chịu luôn. Lại khó chịu đoạn này thì lại không ngồi được. Như này là phải là tôi lại không đi vào đây đâu. Tôi lại ngồi ở khác. Đi anh em mình chiến đấu tiếp đi. Lại uống tiếp các bác nhá. Đùa à? Dạy, đúng rồi, đưa dạy quay lại nhá. Bỏ cái miếng này xuống. Hôm nay còn chưa thay mặt cho ông già đâu nha. Vừa đi vừa ăn, một tay ăn, một tay đậy. Nghe ngoan sướng. Đấy, đang ăn thằng cù nó lại đi tề. Chả con nó vậy thế, thích. Đấy, một tay ăn, một tay tâm đấy đúng không? Chân nó như này cơ mà. Có chóng đúng không? Cái là chuẩn các bạn. Con này cứng luôn, nếu mà gặm chân thì không chơi được đâu. Con này gà mái nên nó không có cửa thôi, nếu mà về gà trống thì chắc phải cửa nó phải dài đến 2 phân, 3 phân. Đấy. À, làm cái món canh này nhỉ. Canh ngon lắm các bác. Ăn uống lâu à. Cá này. Mến cá bóng đi. Nhưng mà ngon. Đấy hôm nay nói chung là một gắp phải ăn được mấy con. Phải chịu khó nhăn nhạnh cơ. Hiện tại anh em ăn thôi thì ăn thôi, nhưng mà lúc chuẩn bị ăn thì cái loạt sau nó nổi cá rất là nhiều. Nhưng mà thôi bảo là bảo Tài với Tuấn là thôi dùng thế thôi. Để kia chắc là vứt đấy thôi. Không bắt hết được. Bắt hết được muộn. Mà hai nữa cá nó không chết hẳn. Ừ. Nên là nếu mà cá chết ấy thì mình còn nhặt đi. Nhặt nó nhanh thì nó đỡ phí. Tức là cái này nó không phải là nó chết đâu các bác nhá. Nó bị kiểu ảnh hưởng. Nó chỉ được ngất tí thôi. Nó ngất thôi. Ngất tí thôi tí là nước nó, bởi vì đây là nước không phải là nước đọng. Nước kiểu nước chảy. Nước tính, đây là nước chảy. Nên là một loạt nó chảy qua một tí là nó hết cái nước xi đấy là đấy, nó lại ấy là bình thường lại luôn. Sống bình thường mà. Chà, có cái cây rau đắng đây từ lúc chả thấy mà. Cây nào? Thấy không? Không ai thấy nhỉ. Ai biết ăn cây nào không? Rừng. Rau đốm. Đâu? Đốm lẹo ấy chứ. Ngay đây mà thật đúng là nhìn. Ôi, rau đấy đắng lắm cũng chả ăn đâu. Kìa cây nữa. Làm miếng nữa nhỉ? Đấy, làm miếng này đi. Nướng không để bị nước, gọi là chuối nướng này, không để hấp cơm này, nó lại không bao giờ đắng cơ. Đúng, nó cũng có hơi tí đắng nhưng mà nó không bao giờ, tôi nếu mà mình chứng nào cảm nhận của tôi là nó không đắng. Nói chung là tùy người, người có thích. Vì rau ở đây sạch không cần phải rửa, mình chỉ cần gói lá chuối lại mình nướng. Thế nó khô nó ráo ngon đôi này, cắt này. Làm con cua các bạn nhá. Làm món cua đá. Đấy, nó vàng như này cơ mà. Cua đang học mầm non. Ừ. Giòn thế. Giòn tan luôn. Mai nó giòn nhỉ. Giòn mà. Cua nhỏ ngon. Ăn giòn ăn luôn. Ngon hơn cua to chứ. Cua to ăn. Tuấn này giòn. Vừa mất công. Mà. Xong lại bọc biếc mất công. Nó lại cứng hơn tí nữa. Không nhận thịt nó nhiều hơn, nó to hơn thật. Đi đâu đấy? Cua non hết sao? Đủ. Ăn nữa đi. Cua non nó lại ngon hơn đấy. Được cái là bọn trẻ con không nhận bụng nó bé các bạn. Nó ăn ít lắm. Ăn được khoảng vài miếng là nó no rồi. Bắt đầu hỏi có ăn được không. Và thôi, no rồi. Thôi bây giờ là mấy anh em lại đang chiến đấu. Này, định tính là 4-5 anh em gì đấy. 5-6 anh em gì đấy. Hóa ra
Có ba anh em. Thế ăn lại phải ăn cố. Các bố đấy chỉ nói chuyện vui thôi. Còn để mà anh mà là đi là đi mà. Chuyện đâu tiếp nhỉ? Chóm thế. À, mời đi. À, ngồi một lúc uống rượu thì thời tiết nó đang lạnh lạnh rồi đấy. Lạnh bởi vì là ở trong trong đồi mà. Nó phải lạnh lạnh là một, hai nữa lúc nãy là mình hoạt động. Đấy, bây giờ mình bây giờ mình ngồi mình thưởng thức rồi nên nó nghe lạnh lạnh. Cô xem nó đang xem cái lửa cái chú với nó có cháy được không nhỉ? Ừ. Thế thôi lửa cho chú xem nào. Lấy củi xem có ấm áp lên tí nào không? Bên kia kìa. Không, không cần đâu, chỉ cần thực ra đang này, đang quay chế độ auto của các bác nhé, cho nên nếu mà để thực tế này nó đang âm u lắm, trên đầu đang âm u lắm, sương ở trên kia rất nhiều, sương mù nhiều, phải học cách sinh tồn với chú nó mới ấy. Uống ngay phê phê rồi các bác ơi, than còn nóng nóng này gạt vào, tí đang củi lên này, đây những cái đang bảo là cái củi nhỏ này cho bên dưới này nó bắt đầu đang bảo đang xuống bằng cách nào đây, thế nhất là thì tí nó mới bốc được, nó mới đi xuống đi qua con suối này này thì đường là một con suối luôn, đi theo suối không phải là không con đường, không phải là nó có đường riêng gì các bác nhá. Gạt vào, gạt xếp lên, không cái đấy tươi thì không phải cho vào, những cái nhỏ nhỏ này là gạt này đấy, cái chú gạt lại chắn đấy, gạt xếp lên miếng nhỉ, tập dần đi đấy, không phải xong tí mới xếp cái to lên thì nó mới dễ cháy. Học dần mới biết được nhỉ. Thôi phải học dần chứ mới biết đây. Chứ trẻ con nó mới thế. Ăn đi ăn đi. Ăn đi ạ. Miếng này. Ăn đùi. Như nào dễ ăn nhỉ? Toàn miếng. Tập dần sau này đi với chú nhiều là chỉ có giao cho chân nhiệm vụ gọi là thôi lửa. Nổi lửa lên đấy. Chỉ có nổi lửa thôi. Miếng ướt cay quá. Em thì tìm mãi ra đường miếng ớt. Video đã dài rồi, bây giờ thì mấy anh em xin kết thúc video tại đây. Nếu các bác thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ anh em có động lực để đi nhiều chuyến đi như ngày hôm nay nhé. Chào các bác nhé. Anh em nhé. Chào nhá. Nào uống nào, uống nào. Nào, nói chia tay anh em cả. À, chia tay các bác nha. Kết thúc cuộc hành trình. Cứ như tắc kể kể. Hả? Không biết. Cái xe nô đó, bật cam lên. Khả năng không vào nhà đâu mà anh về luôn đấy. Không, 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 mà anh về luôn đấy. Thế nhá. Thế nhá. Tối nhá.